Muối. Đây là cảm giác tối qua. Bây giờ mình sẽ đuổi chó. Hey, chào mừng mọi người đến với thung lũng cứt heo. Và giờ nấu gì ta? Có một quả trứng và một ít bánh sandwich. Đồng bào nhớ chờ xem mình sẽ làm gì với hai thứ này. Chú muốn làm gì thì cũng phải chùm lửa lên cho nó cháy. Mấy chó đây nó phá đèn quá. Ây dạ. Trứng sẽ đập vào trong dĩa, bánh sandwich sẽ nhúng vô nướng. Không, không nướng được, thật cái chảo. Hôm nay thì không có mưa nhưng mà nó khá là lạnh, trứng hơi bị rung, và nhúng nó một mạch xong rồi trở lại một lần nữa để đợi xíu cho nó thấm hết trứng vô trong bánh. Một quả trứng, một miếng bánh sandwich cũng được. Món này làm ăn sáng cũng khá ok á. Mình học ở trên Facebook thôi, trên mạng thôi chứ không phải là tự sáng tạo ra đâu. Mấy bạn trong phòng có thể làm cái món này để đem đi ăn sáng hoặc là ăn sáng tại nhà. Rồi, nấu dầu rồi. Để vô thôi. Rồi. Và sau 2 triệu năm mình đã chiên chín cái bánh sandwich và trứng. Mấy bạn mà đi làm á, hoặc là đi làm văn phòng rồi buổi sáng không có thời gian thì chỉ có nhiêu đây thôi, nó mất khoảng 5 phút của các bạn thôi. Cứ làm ăn uống cho nó đủ chất, mình được tự nấu rồi có thể gấp lại. Nào bác. Thơm. Bà kết luôn. Wow. Quá đã. Cái chảo này hiện tại chưa làm gì, mình có thể để xuống chứ không nó cháy chảo. Nói ăn không cái này ta, mình sẽ có sức mình làm tiếp món thứ hai. Cũng thấy và món thứ hai nó sẽ đi vào câu chuyện. Ngon. Nhớ nha. Mọi người nhớ làm thử ở nhà ăn chiên nó cũng khá đơn giản thôi, chiên lửa nhỏ thì không được cháy á. Thôi. Mình cho thêm củi vô. Mình chờ chảo nóng rồi mình làm tiếp thứ hai phần với cơm. Nào. Trong bánh sandwich còn heo, để một bọc luôn. Bây giờ làm miếng thử ăn chơi thôi. Mà khá ngon. Với béo, thơm thơm. Và đây là món tiếp theo, món thịt heo xào với mắt khén. Nóng rồi. Mình sẽ cho hành vào trước à, chuẩn bị xèo. Xèo rất là nhỏ, từ nhỏ nhỏ thôi, xèo quá nó bị noise. Nói mọi người sẽ không nghe được cái gì hết. Và bữa nay mới lấy lại cái mic mà từ trước đưa cho cu kia nó xài.
nhưng âm thanh cũng khá ổn, nghe tiếng chó sủa đúng không? Tiếng gió nghe tiếng sủa nhẹ nhàng luôn. Thực sự mình gọi đây là homestay chứ chưa bao giờ mình gọi bất cứ một cái nhà nghỉ nào là, mặc dù nó có tên là homestay nhưng mình sẽ không gọi homestay, tại vì là đó mình có được cái khí khô gì hết, mà chỉ thấy là giường với giường và người đi ra đi vào, là mình cũng chẳng được tận hưởng được cái khỉ khỉ gì đó vô, giống như kiểu mà thuê xong cái giường ngủ sáng sau đi chỗ khác chơi. Nhưng mà ở đây mình nghĩ nó là homestay tại vì mình sẽ được sinh hoạt chung với chủ nhà, với gia đình, ở đây với gia đình với chủ nhà, thì sẽ được ăn uống theo kiểu của họ, để ngủ nghỉ theo kiểu của họ và tận hưởng theo kiểu của họ. Có một cái giường đặt ở ngoài sân, trưa có thể sáng có thể ra nằm phơi nắng cho nó ấm. Rồi bây giờ cho thịt vô nha. Thế thôi, ai nghĩ mình đi chơi ừ thì mình đi chơi, ai nghĩ mình đi làm ừ thì mình đi làm, ai nghĩ gì cũng được. Ở tập này thì mình sẽ không chỉ là biết mệt quá, vừa nghe biết muốn đuối luôn. Cái thời thì thực sự nó là một cái văn hóa, gọi là văn hóa đường phố. Thực ra cái câu mà mình nói ra cửa miệng là cái đầu mình nghĩ gì thôi, còn mình nghĩ nó vui thì nó vui, mình nghĩ nó không vui thì nó không vui. Nhưng mà những câu chữ thề của mình thì nó kiểu như thì thôi kệ nó, thì thôi kệ nó, có vẻ rất là thơm. Nghe tiếng xì xì này không biết có lọc âm thanh được không, nhưng mà mình thơm quá. Tới đây bữa nay đi mang theo tiền lép nữa cho nó rọi vô cho nó sáng đó, mà chứ không tới hùn ngồi mà này. Nhưng mà nấu xong cái xào không cái đồ ăn này sẽ làm thêm một tấm nước và đi tắm, chứ từ bữa lên đây đến giờ chưa tắm, hình như là hai ngày rồi chưa tắm, mưa lắm rồi mà lạnh. Một là chuyện lạnh, hai là chuyện ngứa. Nhưng mà đi tắm trời này cũng dễ bị nguội máy lắm. Tối nay mình sẽ không kể câu chuyện gì cả, và tối nay mình chỉ ngồi làm đồ ăn và tận hưởng cái không khí ở đây thôi. Bữa giờ chưa được tận hưởng, bữa giờ lên đây cho nó thiệt chứ tắm đầu tắm cổ như làm clip được một ngày mà làm đến tắm tắm căng lắm. 12 đêm mình dựng trên máy ngồi nói, và chó nó phủ lên kia tưởng có cái gì đó cái lật đật cái máy đi vô ngủ. Hôm nay chỉ là ngày tận hưởng của mình thôi, và mình cảm thấy những ngày qua mình làm việc khá hiệu quả, và mình cũng được một số thứ hay ho. Mình cảm thấy nó hay ho thôi chứ có thể là không hay ho với một vài người. Thế nên muốn xem cảnh nấu ăn thì cứ xem tiếp thôi, mình không có nói cái gì ở cái clip này đâu. Bây giờ là cho một ít gừng với ớt vô nè. Không biết cái món này là món gọi là thịt xào cái gì. Và tiếp theo là củ cải và củ cà rốt. Cải thì thịt lát và củ cà rốt thật hộc lụi. Thử bóc miếng ngon không? Miếng này nhỏ nhỏ rồi. Mới đầu tiên là cái vị của mắt khén, xong rồi đến tới vị gừng, rồi đến cái vị ớt. Ở đây chưa nêm nếm, chưa nêm mắm muối gì hết, rất là ngon. Mắt khén là một loại giống như kiểu mà tiêu rừng của hình như là đồng bào Mường, mà mình cũng có cô em gái người Mường. Cái lần mà lên trên Mường ấy, uống rượu với ông chú mà uống say nhậm biết luôn. Hai chú cháu ngồi ôm cái bình đủ cần mà thiệt có 5 lít thôi, nút say gần chết luôn.
xe mà qua ngày hôm sau đi mà tục lại đến giờ thì mình không uống rồi, nhưng mà gặp cái rượu gì nó ngon á thì mình vẫn uống thôi, còn và mấy cái vang mấy cái rượu tây hơi hơi không uống nữa này, rượu đế không uống nữa, có thể là rượu ngô hoặc rượu cần mình sẽ uống, hoặc rượu dâu gì đó, rượu trái cây nó trái cây nhưng mà nó khá nặng thơm, chứ đừng nghĩ là rượu trái cây nó nhẹ nha, không hề. Ở trên này cái anh chủ nhà anh cũng làm rượu để bán, rượu là trái cây tươi và sắc ra phơi nắng xíu xong bỏ vô hũ và bỏ men vô, men rượu và ủ chứ không có nấu, ủ thơm luôn luôn. Còn bữa cho mình uống, hồi tối hôm qua mình được uống một ly rượu hương thảo hương xanh, nghe thấy nó cũng hợp lý, nó nặng lắm và bắt quẹt đốt cháy mà. Những cái chai còn kia rồi tí nó ngồi ăn làm ly, giờ mình sẽ cho cải thảo vô sao chung, nhưng mà mình phải ăn nhiều dầu nên mình phải cho thêm miếng dầu nữa. Đúng chất thịt xào, rau củ, gia vị đó là những cái gia vị rất là độc đáo. Mình thích thì mình nấu rồi. Nghe một cần đâu đây ta? Không phải, hát tưởng bỏ cần vô thì chết, thấy ngộ luôn á. Ăn vô là tới ngày mai vẫn chưa xuống được, lên hoài. Tập này chỉ là nấu ăn thôi, tại vì tập này mình cho phép mình được tận hưởng. Nói chung là mình tận hưởng theo cái cách mình cảm thấy thoải mái nhất, nhưng bữa giờ thì cũng tận hưởng thôi. Theo mọi người coi thì mọi người thấy mình tận hưởng, tại vì mình đã tận hưởng rồi, nhưng cái này là mình cảm thấy thoải mái nhất. Bây giờ tận hưởng theo cách này. Thôi giờ chó, cái điện thoại thôi nha. Ăn cái đó là mệt á. Bây giờ mình sẽ... Đuổi chó. Không đuổi chó thì lấy được chén nước tương ra là nó quất, nó phi lên nó quất hết đồ ăn rồi đó. Thế là xong. Và cái này mình sẽ đem lên trên kia để đây là nếu như không có ăn được. Ồ quên, chưa được đó. Còn mình nữa, đấy là thì có đầy đủ. Thế nhé, bây giờ mình đi ăn cơm. Nhớ subscribe. Subscribe ở đâu ta? Nó trên cái màn hình, subscribe ở đây hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng ai đốt mà đốt. Nói về cái nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.